What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ cùng đi review cho các bạn một số cái sản phẩm mới về bên Boss Gear. Thì đây là một những cái sản phẩm mà mình thấy là có rất là nhiều bạn yêu cầu mình review. Nhưng mà hiện nay thì do là khá là ít sản phẩm nên mình sẽ cùng tổng hợp vào đây review một lúc luôn. Thì đây là chính là cái bộ LED dùng để trang trí chỗ góc gaming của mình. Thì có rất là nhiều bạn hỏi về cái phần đèn LED ở phía dưới cái loa sao 3 của mình. Đó, trong các cái video trước mình có show góc gaming thì đó chính là cái hệ thống đèn LED này đây. Thì bây giờ mình sẽ cùng review chi tiết cho các anh em xem nhé. Ok, let's go. Rồi, ở trên bàn mình đây thì hiện tại đang có 4 cái loại LED khác nhau. Thì mình sẽ đi đứng từng cái đầu tiên, cái đơn giản nhất đó chính là cái dòng LED vừa sử dụng cổng USB. Đây, đây là như này, nó rất là nhỏ nhắn như này thôi. Để mình zoom lại gần cho các bạn coi. Đó, thì nó sẽ bao gồm một cái dây kết nối từ cổng USB vào và nó sẽ đi trực tiếp vào cái mặt điều khiển luôn. Đây chính là cái mặt điều khiển của cái bộ LED này và sẽ đi đến cái LED luôn. LED ở đây thì chúng ta sẽ có một cuộn LED khá là nhỏ nhắn như thế này. Cuộn LED này thì nó có kích thước độ dài tùy mình mua nhé. Thì nó sẽ có từ 50cm, 1m, 1m rưỡi và 2m. Đó, nó sẽ có 4 độ dài như vậy. Và cái LED này nó rất là khác biệt so với lại những cái LED mà mình LED các bạn mua ở bên các cái tiệm khác. Thì nó sẽ là cái LED 5050 á. Thì cái LED đó nó sẽ sáng hết một loạt toàn giải LED luôn. Nhưng mà cái LED này thì nó có thể sáng từng điểm LED một, tức là nó có thể điều khiển từng con LED một riêng biệt. Chính vì vậy mà nó sẽ đắt hơn rất là nhiều so với những cái con giải đi LED bình thường mà các bạn mua ở ngoài. Đấy, dây LED này thì nó sẽ gồm có 3 dây thôi, chứ nó không có 4 dây như những cái dây LED mà sáng hết nguyên giải. Đấy, nó sẽ có 3 dây như thế này. Một dây là dây điện dương, dây điện âm, và một dây là dây truyền tín hiệu. Đó, dây màu xanh là dây giữa là dây truyền tín hiệu á. Về cái dây điều khiển này thì nó sẽ có gồm 3 nút, đó là mod cộng, mod trừ và nút switch ở giữa. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là nó có cả ghi chú là cái nguồn vào đây là từ DC 5V cho đến 24V. Thì các bạn lưu ý là mình sử dụng cái nguồn vào đó là 5V nhé. Tức là nguồn như cổng USB ấy. Tuy nó in vậy thôi nhưng mà các bạn bấm thì sẽ là bấm ở phía sau này, nó sẽ có 3 cái nút lồi lên. Đó, khá là bịp. Hồi mới về mình cũng bấm thử 3 cái hình ở trên này, bấm mic mà nó không ăn. Thì thực ra là nó nút ở phía dưới cơ, bịp PL. Ok, để kết nối thì các bạn nhìn ở phía đầu này, nó sẽ có một cái đầu dương, còn bên đây sẽ là đầu âm. Thì các bạn cắm làm sao mà nó có cái lẫy này đây này, thì nó sẽ kẹp vào cái lẫy ở phía trên này là được. Đấy, khi mình cắm vào nó kêu cái tắt. Ok, như vậy là chắc chắn các bạn yên tâm là nó sẽ không bị dứt ra. Về nguồn sử dụng của em này thì sao? Em này do sử dụng cổng USB và nguồn là 5V, cho nên nó rất là đơn giản. Ngoài ra thì cái dây của con này thì cực kỳ dài luôn, cho nên các bạn có thể thiết kế nó cắm vào trong cây ở bất kỳ nơi nào. Rồi sau đó mình luồn ở đằng sau, mình cắm vào trong cái ổ USB ở ngoài. Hoặc là có thể đơn giản hơn thì các bạn có thể sử dụng một cái nguồn giống như là cục sạc dự phòng như thế này, hoặc là một cái ổ cắm, tức là một cái cục sạc của điện thoại ấy, thì mình có thể cắm vào cục sạc điện thoại rồi cắm vào cổng 220V như bình thường thì nó sẽ vẫn sử dụng được. Đây, mình sẽ thử cắm cho các bạn coi. Đó. Sau khi mình cắm vào cổng USB thì cái đèn LED đã chạy rồi đây. Rồi, đây chính là đèn LED của chúng ta. Do quay trên camera thì nó đã giảm đi độ sáng rất là nhiều, cho nên là các bạn nhìn thấy nó không sáng, nhưng thực ra nó cực kỳ sáng luôn đấy. Đủ để cho các bạn có thể làm nhét vào cây và sẽ phải nói là nó trang trí cây rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy đây là các cái chế độ LED của nó chạy rất là nhiều chế độ, do mình đang để chế độ tự động. Đấy. Thì các bạn cũng có thể điều chỉnh tốc độ bằng phím nút ở giữa đây, hoặc là chuyển các cái chế độ bằng phím trên hoặc phím dưới. Nếu như mà các bạn muốn chuyển sang chế độ tự động, tức là nó sẽ tự động đổi tất cả các chế độ, thì mình chỉ cần ấn giữ hai phím đó là mod cộng và mod trừ thì nó sẽ chuyển sang chế độ tự động đổi mod. Đây, mình sẽ thử cho các bạn coi. Đó, khi nào mà nó nhấp nháy như vậy thì chứng tỏ là nó đã sẽ chuyển sang chế độ tự động rồi. Thì nó sẽ tự động chạy tất cả các chế độ luôn. Còn nếu không thì mình chỉ cần ấn một cái mod cộng hoặc mod trừ là nó sẽ trở về cái chế độ ban đầu.
Và cái chế độ mình thích nhất đó là chế độ chạy đuổi kiểu rainbow như thế này, RGB nhìn rất là đẹp. Những cái dây trang trí như thế này mà mình gắn ở trên cây, tức là những cái cây khá là màu mè của các game thủ thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bạn có thể thấy. Ngoài ra thì về setup của cái con này cũng khá là dễ vì do cái dây nguồn của nó cũng khá là dài. Đây. Cho nên là các bạn có thể gắn vào bất kỳ đâu ở trên cây và nó sẽ có một cái lớp keo dính nữa ở phía đằng sau như thế này. Đó, khi các bạn bóc cái lớp keo dính ở đằng sau này ra thì nó sẽ có một cái lớp keo để cho mình có thể dán trên cây. Đấy, rất là chắc chắn nhé, cái lớp keo này chắc chắn lắm. Tuy nhiên thì để mà tăng cường cái độ bền vững theo thời gian thì mình khuyên các bạn nên mua cái loại keo hai mặt mà loại dày màu đen á, thì khi mình dán vào thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ chắc hơn. Thôi thì hiện tại đây là mình đang có phiên bản đây là 50 cm, chứ còn 1 m thì nó sẽ dài gấp đôi, và cũng như là 1,5 m hay là 2 m thì cực kỳ dài luôn, đủ để cho các bạn bao quanh cái cây của mình. Đấy thì tùy sự lựa chọn thôi. Ok, bây giờ mình sẽ sang cái loại led thứ hai nhé. Bây giờ mình sẽ đi sang cái loại led thứ hai, đó là loại led mà có cái mặt điều khiển sử dụng bằng Bluetooth, tức là điều khiển bằng trực tiếp trên app ở điện thoại luôn, này rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì cái loại này nó có một cái nhược điểm, đó là bạn phải dùng một cái cấp nguồn cho mặt riêng, và cái này mình sẽ dùng một cái bộ nguồn đó là 5V và 2A. Thì đây, cái này các bạn có thể mua ở ngoài hoặc là mua trực tiếp ở mình luôn. Thì đây. Đấy, các bạn sử dụng bộ nguồn đó là cái đầu ra sẽ là 5V 2A như thế này. Và các bạn lưu ý là phải mua cái đầu của nó làm sao để cắm vừa cái này nhá. Đầu của nó là đầu 5.5 đấy. Đấy. Và sau khi cắm vào rồi thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái mặt điều khiển của nó nhá. Thì nó sẽ có cái mã QR. Thì cái mã này chính là cái lúc mà mình để tải app á, thì mình sẽ quét cái mã này để tải cái app này về vào trong máy điện thoại của mình thì mới điều khiển được. Và cái loại này nó cũng có 3 chân. Đấy. Mình sẽ điều khiển cái led ở phía trong cái bịch này. Ở trong bịch này sẽ là gồm một cuộn led mà dài tới 5 mét. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể mua cái số lượng led tùy mình nhé. Và cái cuộn led này thì nó lại không có cái lớp nhựa chống nước. Đấy. Tuy nhiên thì nó lại rẻ hơn. Đấy. Bây giờ mình sẽ cắt một cái đoạn led này ra cho nó đỡ dài, chứ để một cuộn như này thì không thể view cho các bạn coi được. Rồi, thì đây là cái cuộn led mà mình đã cắt nhỏ ra. Thì cái led này của nó sẽ không có lớp bảo vệ bằng nhựa bên ngoài. Tuy nhiên thì do mình là sử dụng dán trong cây cho nên mình vẫn không cần thiết cái loại lớp nhựa bảo vệ làm gì. Và cái này nó cũng có một cái lớp băng keo dính ở đằng sau luôn, rất tiện để cho các bạn có thể dính ở bất kỳ đâu trên cây của mình đấy, hoặc là dính xung quanh bàn, vân vân. Đó, thì cái led này được một cái nữa đó là nó cũng sẽ điều khiển từng led một ở trên đây, và nó rất là sáng, cực kỳ sáng luôn. Đấy. Và nó cũng sử dụng là 3 chân nhé thì mới có thể gắn vào cái bộ mặt này được. Bây giờ mình sẽ cùng test cho các bạn coi. Và trước tiên thì do cái bộ điều khiển này nó không có nút bấm ở trên này, nút bấm vật lý, nên mình phải tải cái ứng dụng về. Thì mình có thể vào Zalo hoặc là bất kỳ ứng dụng nào có hỗ trợ mã quét QR như thế này. Thì mình chỉ cần dí vào trong cái bộ điều khiển ở ngay cái chỗ mã vạch đấy. Nó quét. Sau khi nó quét thì nó sẽ có báo là mở một cái đường link trình duyệt mã, mình ấn OK. Thì nó sau khi ấn OK thì nó sẽ tải cái phần mềm về. Các bạn đợi nó tải phần mềm về nhé. Đó, sau khi tải phần mềm về thì nó sẽ có hiện lên là bạn có muốn tải phần mềm này không. Thì bạn chỉ cần ấn nút Install. Đó. OK, để nó cài đặt cái phần mềm này vào trong máy, và cái phần mềm này có tên là Magic Line nha các bạn. Đó, các bạn ấn Open thì nó sẽ hiện lên. Nó sẽ có yêu cầu kết nối với Bluetooth của máy, các bạn ấn Allow cho nó cho phép truy cập Bluetooth, thì nó sẽ hiện lên một cái bảng điều chỉnh như thế này. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắm điện vào và điều chỉnh cho các bạn coi nhé. Thì cái này nó sẽ điều khiển từ xa cho cái bộ mặt điều khiển này luôn. Rồi, sau khi mình đã cắm vào thì các bạn có thể nhìn thấy đèn led của nó rất là sáng, và ở đây là cái giao diện chính của cái phần mềm điều chỉnh. Thì các bạn có thể nhìn thấy là trên đây có một cái bảng màu RGB, thì các bạn có thể chọn bất kỳ màu nào ở trong cái vòng tròn này để nó đổi, ví dụ như sang màu đỏ này đấy, hoặc là mình có thể sang màu xanh đó, hoặc là màu xanh lá cây đấy, rất là đơn giản, chỉ mình chỉ cần di chuyển thôi, hoặc là mình có thể chọn những cái màu mặc định ở phía dưới này thì nó cũng sẽ đổi y chang như vậy luôn đấy, rất là đơn giản. Ở đây mình có thể tăng giảm độ sáng. Đó. Đây, mình đã chuyển sang cái dây led này cho nó ngắn lại cho dễ review cho anh em xem.
Đó, thì mình có thể tăng giảm độ sáng ở đây như lúc nãy mình đã nói. Đây mình kéo cái thanh này, muốn nó sáng hết cỡ thì mình kéo hết cỡ qua, còn muốn nó tối thì mình cứ kéo hết cỡ về phía bên trái, rất là đơn giản thôi. Và bật tắt led thì mình sẽ có cái nút bật tắt ở phía trên, ngay trên góc trên này luôn. Đó, để mình nhìn đó, mình sẽ có cái nút bật tắt bên đây đó, cái này để tắt led hoặc là bật led đấy, rất là đơn giản luôn. Rồi, về cái chế độ của nó thì có rất là nhiều chế độ. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ mode. Mình sẽ ấn cái nút mode ở dưới đây, nó sẽ chuyển sang cái phần chế độ. Thì ở đây chúng ta muốn đổi chế độ thì nó sẽ có ấn vào nút phía dưới này, nó sẽ sổ ra một mớ chế độ như thế này, rất là nhiều luôn. Đấy, các bạn kéo thấy nhiều không? Mình sẽ thử demo cho các bạn một số chế độ nhé. Thì mình vẫn thích nhất là những cái chế độ mà nó chạy tức là chạy RGB ấy. Đấy, chạy đủ các màu, rainbow á. Mình tìm cái chế độ đó cho các bạn coi. Chế độ đó nó hơi nhiều, hình như là cái chế độ đây, chế độ cuối cùng. Đó, nó sẽ chế độ này sẽ là chạy RGB đây. Đó. Chế độ này là chạy rất là sướng. Mình sẽ tăng giảm tốc độ ở đây luôn. Đó, cái này để tăng tốc độ, đó, và giảm tốc độ. Đấy, rất là đơn giản. Khi mà các bạn sử dụng cái app này thì nó rất là trực quan, thì các bạn có thể điều chỉnh và mình nhìn thấy trực tiếp luôn. Ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều chế độ nữa. Đây, ví dụ mình thử chế độ này. Open Window đi. Đó. Open Window này thì chế độ này sẽ là chế độ nó sẽ ở giữa, nó tỏa ra hai bên. Đó, mình cũng có thể điều chỉnh led màu ở đây, nó sẽ có hai cái để điều chỉnh, một cái led nền và một cái led màu xanh. Đó, xin lỗi các bạn nhé, tại vì camera nó hơi cùi. Đấy. Thì nó sẽ có điều chỉnh được cái nền và cái đèn led này, đó là trực quan. Đặc biệt hơn là nó sẽ có thêm một cái nữa, đó là cái led music. Cái led music này thì nó sẽ chớp tắt theo cái âm nhạc của mình đang đang chạy ở trên điện thoại, ví dụ như thế này. Đó. Các bạn thấy chưa? Nó sẽ chớp tắt theo cái nhạc của mình đang mở. Tuy nhiên thì cái chế độ của cái led này thì nó sẽ hơi chuối một chút, tức là nó sẽ nháy toàn bộ cái dải led luôn, chứ không được đẹp như là cái chế độ đèn led nháy theo nhạc phía sau này. Mình sẽ thử cho các bạn coi, đó là cái loại led cuối cùng đấy. Đấy, rất là đơn giản thôi, không có gì. Ok, thì ngoài ra thì các chế độ của nó thì còn rất là nhiều, các bạn có thể tự mua về và khám phá nhé. Ví dụ như là chế độ xếp gặp như thế này, mình cũng có thể chỉnh được luôn các cái đèn led, đèn nền cũng như là đó. Thấy chưa? Các bạn có thể thấy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ sang cái hệ thống led cuối cùng. Ok, mình sẽ cùng review cái hệ thống led cuối cùng của bên mình. Đây, hệ thống led này nó sẽ nằm trong một cái hộp nhỏ gọn như thế này. Cái này thì cái cục nguồn nói làm gì rồi? Dây nguồn. Đây, cái chính là cái bộ điều khiển này và thêm một cái nữa, đó chính là cái remote. Đó, cái hộp này thì bỏ sang một bên. Thì cái bộ này nó sẽ như thế nào? Cái bộ này chính là cái bộ điều khiển led theo nhạc, và nó bắt buộc phải có một cái mặt như thế này nha các bạn. Đó, nếu như mà không có cái mặt này thì sẽ không có sử dụng được hệ thống led này nhá. Và nó sẽ có một cái điều khiển từ xa luôn. Ở đây chỉ có khá là nhiều nút thì các bạn có nhìn thấy cũng hiểu rồi. Thì cái nút ở giữa màu đỏ này sẽ là cái nút bật tắt led. Nút ở giữa này sẽ là nút auto mode, tức là nút tự động chuyển các chế độ và đổi các chế độ, là nút bên trái bên phải. Nút color shift này chính là cái nút mình sẽ chỉnh màu được, nó sẽ chạy màu RGB tùy theo ý thích. Và cái ba cái nút này sẽ là nút ở giữa này thì sẽ là nút tăng giảm độ sáng này. Ngoài ra thì nút này sẽ là nút bật tắt các cái chế độ theo nhạc. Rồi, nếu mà muốn sử dụng thì các bạn lưu ý phải rút cái dây này ra nhé. Đó. Cái giấy bóng này này để chắn pin đó. Rồi, để sử dụng thì cũng đơn giản thôi, các bạn cắm cái dây led vào bộ điều khiển giống như hai bộ kia, cắm đúng chiều nhé. Cái này thì nó không cần phải tải app, nhưng mà mình sẽ phải bắt buộc phải cắm một cái nguồn, đó là nguồn 5V, và đây cũng là cái bộ nguồn giống hồi nãy thôi. Rồi, sau khi cắm nguồn vào trong bộ điều khiển thì các bạn nhìn thấy đấy, cái đèn led đã lên rồi. Và cái đây đang là chế độ auto mode, tức là nó sẽ tự động chạy tất cả các chế độ. Còn nếu không, các bạn có thể chuyển thủ công bằng cái nút bên trái hoặc là nút bên phải để mình chuyển các chế độ. Và như ban đầu mình đã nói, mình vẫn thích nhất đó là chế độ chạy RGB.
Đó, thế là cái chế độ này đây, là chế độ này nó sẽ chạy tất cả các màu và chạy đuổi dọc theo dây như này thì rất là đẹp. Ngoài ra cái con này nó có một cái mình sẽ chỉ cho các bạn cái chức năng color shift, tức là khi mà mình đổi sang chế độ một màu đây, để mình đổi sang chế độ led một màu cho các bạn coi. Đây ví dụ như thế này, thì khi mình ấn color shift này nó sẽ đổi màu dần dần và mình sẽ dừng lại khi mà mình thấy cái màu đó là màu ưng ý. Đó, nó sẽ đổi màu sang màu xanh lá cây chẳng hạn. Đó, mình thả ra thì nó sẽ là mặc định màu xanh lá cây. Các cái chế độ một màu thì đều là như vậy hết đấy. Và một cái nữa rất là hay đó là cái chế độ led theo nhạc của nó, thì mình chỉ cần ấn nút bên trái mà có dấu âm nhạc này, nó tiếp chữ V đấy, mình ấn vào thì khi mình nói và cái mic ở cái bộ điều khiển thu được thì nó sẽ nháy theo cái âm thanh của mình, và nó sẽ có tất cả là 4 chế độ. Đây, ví dụ chế độ của mình đang mặc định đây là nó sẽ nhấp nháy ngẫu nhiên đó, và sẽ sáng theo vùng đấy. Còn nếu không các bạn muốn đổi chế độ khác thì các bạn cũng ấn nút mod đấy. Bây giờ là một cái chế độ khác nữa, thì chế độ này nó sẽ nháy nhưng mà nó sẽ nháy theo dọc theo phía từ trái qua bên phải chẳng hạn đấy, nó sẽ chạy theo. Ấn đổi sang chế độ khác thì đây là chế độ mà nó sẽ tỏa ra, và nó sẽ tỏa ra dần hết tất cả trên cái dải dây luôn đấy. Và chế độ của và chế độ tiếp theo thì là chế độ theo một màu thôi. Chế độ nữa là chế độ tỏa nhiều màu, cũng dạng như vậy luôn đó. Và một chế độ nữa là chế độ tỏa theo điểm, tức là nó sẽ sáng và nó sáng từng điểm một đó. Khi mà mình nói to hoặc là mình mở nhạc to thì nó sẽ tỏa theo từng điểm một, nếu mà càng nhiều càng to thì nó sẽ càng nhiều điểm đấy. Mình vẫn thích cái chế độ theo điểm nhất. Bây giờ mình sẽ mở thử một bài nhạc cho các bạn coi nhé. À, mình có thể để chế độ auto để nó tự chuyển tất cả các chế độ luôn. Rồi, đó là mình đã vừa review xong cho các bạn bốn cái kiểu led mà hiện đang bán ở tại Boss Gear. Thì các bạn thích cái kiểu led nào nhất thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra các bạn nào muốn mua các chế độ led này thì mình có để link ở phía dưới phần mô tả. Các bạn có thể click vào phía dưới phần mô tả để xem link nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe ủng hộ mình nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể ấn vào phía bên tay trái để theo dõi thêm video, cũng như là bên tay phải sẽ có các cái video rất hay để review về các sản phẩm bên Boss Gear. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.